Vâng, đồng hồ tôi xin chào tất cả các bác. Trên tay đây là một chiếc đồng hồ Raketa với 17 chân kính, một chiếc Raketa của Liên Xô sản xuất năm 1970 mà chính là trong tình trạng và nó là hàng cận nót các bạn, rất là mới luôn. Như các bác đã biết thì đó là một chiếc Raketa với trên nền mặt trắng cát rất là đẹp và các cọc thờ số là mã hoài cổ, bộ kim màu đen rất là hợp tông trên nền mặt trắng. Raketa trên mặt 35mm, vỏ thân thân được bọc vàng dày 20 micro đông, sử dụng bộ máy cơ lên góc tay 17 chân kính. Tình trạng đồng hồ là zin nguyên bản, độ mới rất là cao. Tình trạng đẹp long lanh. Chiếc này mà lên tay thì rất là tuyệt vời. Các bạn nào quan tâm đến sản phẩm một chiếc đồng hồ Raketa mặt trắng sơn men và các cộng đồng số là mã này thì liên hệ với Zalo số của em là 0969966612. Vâng, em xin dừng video đây. Cảm ơn tất cả mọi người xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.